nếu mình tánh biết là Phật rồi mà mình khỏi niệm Phật ha. Cái biết của mình là Phật, cho nên mình lúc nào cũng không quên cái tánh biết là niệm ông Phật của mình. Dạ Đặng nữa mình thành ông Phật của mình. vậy là mình cũng phải niệm cái đạo nữa ha. Tưởng nhớ ghi là niệm. Lúc dạ nào dạ chú cũng tưởng nhớ ghi là chú đang biết, sống ngay cái biết đó là chú niệm Phật của chú. dạ Sau này chú không thành ông Phật của chú chứ chú đâu có thành Phật Di Đà được. dạ bởi vì dưới một phần á là con tính bây giờ á là con thêm tối con niệm cái bài xuông, cái bài Tây Phương đó, dù con niệm được nhiều niệm là con không niệm Phật mà con niệm đó thì cũng niệm Phật lại Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập đó. Cái đó là mình phát cái tâm mình niệm để cầu nguyện cho chúng sanh, Dạ đúng cầu rồi. nguyện Phật độ tất cả chúng sanh. Bởi vì Nhưng mà mình phải nhận dạ ai là người đặt câu cho chú niệm đó, dạ 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 ai là người bắt chú phải niệm đó. dạ dạ Cái người vô hình đó chú không thấy, nhưng mà cái người đó mới là ông Phật của chú đó. Hello. Thưa, phải điện thoại của ông Năm ông ạ. Phải. Xin cho nói chuyện với ông Năm được không ạ? Rồi tôi đây, cứ nói. Dạ, thưa ông Năm, tôi cũng là Năm nữa ông Năm. Tính Dạ. ra rồi tôi coi trong cái ngày sinh của ông Năm đó là tôi ra đời trước ông Năm 28 ngày. Dạ, vậy là cũng cùng một năm mà Tôi trước là không tức, toán tức, ngày ha. Bính Tuất. Vậy Dạ, đúng rồi, đúng tôi rồi. sinh ngày mùng 6, tháng 6, Bính Tuất. Còn ông Năm sinh tháng 7, Bính Tuất. Đúng rồi, ông Rồi coi bây kỹ giờ quá. vậy, bây giờ sẵn giới thiệu về chuyện tâm linh đó, thì tôi là đạo Cao Đài, còn ông Năm là đạo Phật giáo Hòa Hảo. Mà ông ngoại của tôi là ở trên Hòa Hảo, ông là đạo Dòng đó nghe, đạo Hòa Hảo mà đạo của Đức Thầy đạo Dòng đó. Còn bên ông nội của tôi là cũng đạo Dòng bên Cao Đài. Thành ra tôi theo bên nội, thành ra nên là ông Năm nếu có cái thời gian thì tên mình nói chút xíu nữa. Được được, bữa nay nói chuyện được, giờ này tôi cũng rảnh, không có gì. Dạ, thì bây giờ bởi vì đã Cao Đài thành ra hồi mà 4 tuổi là tôi phải về chép kinh Cao Đài rồi. Vừa chép mà vừa học đánh vần đó. Đó, thành ra là 4 tuổi là chép kinh. Rồi là 5-6 tuổi là học thuộc hết, gần như là thuộc mấy chục bài kinh trong cái cuốn kinh Cao Đài. Thành ra chép kinh sám hối để mà học tiếng Việt. Đó, thành ra đi học cũng sớm lắm, bởi vì ở nhà thấy học được, thành ra 5 tuổi là vô trường rồi. Cũng có đọc nhiều cuốn của Đức Thầy dữ lắm. Thành ra tôi rất là kính phục mến mộ bên phía bên Phật đạo Phật giáo Hòa Hảo. Mấy ông cậu của tôi là đều là đạo Dòng hết, bởi vì bên ngoài. Còn bên nội là đạo Cao Đài hết. Đó. Nhưng mà rất là thuận hòa, hai bên đều rất là hợp nhau. Thì bây giờ thấy có lẽ giống là như tôi với ông Năm. Thì mày về thương diện mà tuổi đời á, là tôi lớn hơn ông Năm. Nhưng mà tuổi đạo thì tôi xin kính cho ông Năm là chú của tôi. Kêu là tình anh em đi, coi như mình coi như anh em con một cha. Vậy đó. Ông thì cái anh em con một cha là trong đạo Cao Đài đã dạy kỹ lắm rồi. Là trong khi chưa có gì trong trong vũ trụ á, là có một cái mình gọi là hư vô. Đúng rồi. Thì hư vô đó mới sanh ra thái cực. Thì theo đạo Cao Đài giải thích là thái cực là thượng đế đó. Đó đúng rồi đó. Thành ra thầy mới nói là thầy là các con và các con cũng là thầy. Do đó thành ra thầy không bao giờ là rời các con. Trong muôn triệu tỷ 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 ức gì không bao giờ con, bởi vì là thầy là các con là thầy rồi, thành ra kêu bằng cùng một cái Phật tánh mà Đức Phật thì nói cùng một Phật tánh, chúng sanh với Phật cùng một tánh Phật như nhau, cái chỗ đó đó. Bởi vì mấy cái đó bài của ông Năm là mặt thiệt tình là mình nói là mới biết ông Năm về cái chuyện khoảng 2 tuần lễ. Mà tôi ráng tôi đọc gần như là hết tất cả các bài trong cái trong YouTube đó. Thành ra tôi phục ông Năm quá cỡ, ông Năm ơi, nói thiệt là cũng như là một cái bậc giáo chủ tái sanh vậy đó.
Mặc dầu ông Năm mà khởi sự là trẻ hơn tôi nhiều lắm, bởi vì tôi coi như 4 tuổi là tôi thuộc hết kinh rồi, mà đã là nhớ kinh rồi. Nhưng mà tôi vẫn thua ông Năm rất nhiều, bởi vì tôi còn bận biểu với cuộc đời, cho tới mới đây là về nghỉ hưu kích được 2-3 năm nay thôi. Bởi vì mình làm trong đó nó quý quá, nó cũng không cho mình về hưu, nó nói mình ráng ở lại, nó tới 70 mấy tuổi tôi mới về hưu. Trường hợp của ông thuộc về kêu bằng hiện dịch nè, hiến hết cuộc đời cho đất nước mà. Nói chung là bây giờ cái quan trọng của tôi bây giờ là phải cái vấn đề của con người mình là phải thiếu cái lòng biết ơn nó mà ra nông nổi vậy. Thành ra tôi lại mặn về cái chuyện mà mình phải biết ơn nghĩa trước. Trong lịch sử của đạo Cao Đài còn ghi nghe là chính đức thầy đó, đích thân ngài lên trên tòa thánh Tây Ninh gặp đức hộ pháp Phạm Công Tắc. Đúng rồi, tôi có biết cái chuyện đó. Nghe lại, trước khi cái ngày mà đức thầy mà gọi là nghĩa là vắng mặt đó, là hình như là 1-2 tháng gì, hai vị có gặp nhau tới 1-2 ngày gì lận. Rồi, bữa nay tôi kể cái chuyện đó cho ông nghe luôn. Đức thầy nói chuyện với ông Phạm Công Tắc mà ít có người nghe được, nhưng mà gần sau cùng đó, đức thầy có nói lớn cho nên nhiều người nghe được, hai ông nói chuyện lớn. Ông Phạm Công Tắc nói ông Tư, ngài ông là giáo chủ nhưng mà ông về kỳ này mắc nạn. Ông là ông tiên ông cũng biết trước chứ đâu phải vừa đâu. Đức thầy cười, đức thầy nói không phải, kỳ này tôi về thọ nạn chứ không phải mắc nạn. Cái câu đó không thấy tuyệt vời không? Nếu là thầy chấp nhận thọ nạn để cứu cái sự thù oán giữa Hòa Hảo với mà Việt Minh hồi thời đó, cho nên không có sự xô xát với nhau, chứ không thôi lúc đó thù oán giết nhau chết hết đó, cho nên thầy nói tôi về thọ nạn chứ không phải mắc nạn. Cái câu tuyệt vời không? Rồi cuối cùng thầy mới nói lại với ông Phạm Công Tắc, thầy nói bây giờ cái riêng phần ông đó hen, cái số của ông chắc là phải chết ở bên miền chứ không chết được ở Tà Thanh. Thì đúng như vậy đó, sao mà con bắt về chết ở bên miền. Có hai bài thơ của đức hộ pháp và đức thầy. Cái bài thơ thứ nhất là đức thầy hỏi đức hộ pháp về cái chuyện mà hội Long Hoa chừng nào, rồi nước đất nước Việt ra sao chừng nào. Mà cái thơ đó là thơ là Thất Ngôn Bát Cú, 7 chữ mà có 8 câu. Thì tôi có còn giữ mà bây giờ tôi kiếm chưa ra. Nếu mà có ấy thì đây cái gì là tôi gửi cho ông Năm coi, hay lắm ông Năm ơi. Cái là tôi thấy hai bậc đó đều là những cái bậc tiên tri hết á. Nhưng mà mỗi người có nhiệm vụ riêng. Nhưng mà nói về phương diện mà gọi là siêu siêu đẳng tới nguồn gốc rồi thì hai đó là một. Đúng rồi, như vậy đó. Các con là thầy, thầy là các con. Thành ra nói chung ra vậy, tất cả đều là huynh đệ hết. Chỉ có một cái hư vô đó mới là duy nhất thôi. Bởi vì thành công đạo Đức Kinh mới nói cái câu vậy, tôi có đọc rồi, là nhân pháp địa, pháp tức là bắt chước đó, chứ mà viết chữ pháp giống như là mà đạo pháp vậy đó, nhưng mà cái nghĩa trong cái câu này là tức là bắt chước. Nhân pháp địa tức là người bắt chước địa đất, địa pháp thiên, rồi thiên pháp đạo. Đạo mà theo cái nghĩa đạo Đức Kinh của Lão Tử đó nghe, chứ không phải mà đạo là tôn giáo. Rồi đạo mới pháp tự nhiên. Đó thì trong thánh ngôn mà trong cái những cái gì coi cây bút của đạo Cao Đài nhấn mạnh cái chữ tự nhiên lắm. Và tự nhiên là tất cả của nguyên thủy của nguồn gốc, có tự nhiên rồi mới có đạo. Rồi có đạo rồi mới có trời, rồi có trời rồi mới có vũ trụ này kia nọ. Thành ra cái chữ trời đó lại là không phải là ông trời. Bây giờ mình nói dùng cái nhân cách quá để cho những người bình thường hiểu thôi. Chứ còn Đức Thượng Đế mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế theo cái nguyên tắc mà của Đạo Cao Đại thì không phải là một cái cá nhân. Đó cũng như là cái người đại diện cầm cái luật kia đó. Cũng như bầu cử ông Tổng thống làm vua một nước, nhưng mà hết thì người ta bầu cử ông Tổng thống khác. Để vậy đó, chứ không phải là nó một ông trời như vậy hoài. mà cái luật đó là luật tự nhiên đó, bởi vì
đạo mới là pháp tự nhiên, tức là đạo là bắt chước tự nhiên. Đó, thành ra cái câu nó sâu xa lắm ông Năm ơi. Thành ra nói chung là bây giờ tất cả mà ông Năm với tôi với tất cả thế gian này, tôi nhìn riết rồi mình thấy nó không có cái gì khác nhau hết Bởi vậy trơn mà kinh điển của Phật hay của Chúa hay của mà các vị tiên cũng vậy nữa, nói cao sâu lắm, cái người nghe nó khó hiểu. Như ông có trình độ là ông hiểu, còn mấy người thường thường đâu biết đâu nghe. Cho nên bây giờ cái cơ trời nó đã biến chuyển quá gần rồi, cho nên thầy mới cho phép tôi nói thẳng đó. Thầy cho phép tôi nói thẳng, nói ngay cái biết đó, dù thượng đế, dù Đức Chúa, dù Đức Phật gì cũng là cái biết. Nhận ra cái biết thì ông tu thành Phật, thành thượng đế dễ ợt, không có khăn gì trơn. Hiện giờ ông đang biết đó, ông đang Ủa nói vậy chuyện trong với tôi trường đó. hợp À, cái ông đó là Phật đó, chứ không phải ông Phật nào nữa hết trơn á. Hay lý lắm. đúng rồi. Bởi vì trong cái Đạo Đức Kinh nó mới cái dùng cái chữ tự nhiên đó, Nó đúng vậy đó. nó như vậy rồi à, chứ tự thôi à, tự như vậy mà nhiên như vậy, chứ không có cái gì mà ai mà tạo ra cái tự nhiên đó hết. Nó có vậy là nó có vậy thôi. Bởi vì giữa mà hồi đó đó hen, mấy ông thiền sư Cao Đà Giáo là mấy ông bác tôi đó, rồi gặp ông Hai Tho là giảng viên trung ương á, mới lấy cái câu ấy mà mấy ông cãi nhau, mà cuối cùng tôi nói mấy ông chịu hết cãi. Mấy ông nói Đức Thích Ca nói câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết. Như vậy thì Đức Thích Ca muốn xưng mình là lớn hơn hết cả mà Đức Ngọc Hoàng, rồi cũng thua hết hay sao đó. Cái Thì ta đó bên là kia cái ta đó là cái biết đó. bởi vì mấy ông không hiểu rồi, mấy ông cãi lý nhau, ông nào cũng nói bằng phải, không nói hồi nổi nóng. Tới chừng tôi nói thôi mấy ông cho phép tôi đi, tôi nhỏ hơn mấy ông, mấy ông cho phép tôi mới dám nói. Cái mấy ông nói ừ thôi chú nói đi, tôi nói á tại mấy ông chấp cái văn tự rồi, mấy ông bắt buộc con Thích Ca tự ngã rồi, chứ không phải trên trời dưới trời. Chỉ có ta là trên hết, chữ ta là đại diện cho chân lý, là chân ngã, là Phật tánh, chứ không phải cái tướng của ông Thích Ca. Mấy ông làm cái vụ đó mà mấy ông nói ông Thích Ca siêng lớn, chứ không phải. Đức Chúa cũng cái Phật tánh này, mà Thích Ca cũng Phật tánh này, mà mấy ông cũng Phật tánh này nữa. Cái đó trên hết, tất cả cái khác đều là không biết, mà bây giờ ông đương biết nè. Cái biết là hơn cái không biết, đó đúng sự thật chứ đâu có lầm đâu. Tôi nói vậy cái mấy ông đệ bắt tay nó thiệt, chú nhỏ mà chú nói vậy là phải rồi đó, như vậy tam giáo hòa với nhau là phải. Chứ nếu ông Thích Ca thì ông lớn hết mấy tôn giáo, người ta đâu chịu, phải không? Còn một chuyện nữa mà tôi thấy mới đây, tôi cũng trong ngủ trong đêm rồi tôi mới trong cái giấc ngủ đó tôi mới khám phá là một điều là tuyệt đối trong cõi vũ trụ này không bao giờ có sự quan ức. Ông nói đó là đúng đó. Tất cả cái gì Không có đều là quan ức. nhân nhân quả hết, tự mình gieo rồi nó đến cho mình, chứ không có bàn tay của ai nhúng vô hết á. Cái chỗ đó là tuyệt Đúng vời rồi, đó. đúng. Nhưng mà sở dĩ có cái vụ mà tùm lum tà la là bởi vì thí dụ như tôi thiếu cả thế gian này là 1.000 đồng, nếu mà tôi trả hết á thì tôi dứt điểm, còn có một cái một tay nào đó tôi thiếu nó có 10 đồng thôi, nhưng mà nó lại nó đòi 1.000 đồng toàn thể nợ, thì nếu mà tôi là người biết về cái luật nhân quả thì vui lòng mà trả. Trái lại tôi nghĩ cái đó là oan ức, có oan ức đâu, nhưng mà cái thằng cha đòi nợ đó nó lấy nợ thì nó ăn gian, thay vì nó lấy cái 10 đồng nó lại nó đòi nó lấy tất cả tới là tới 1.000 đồng tổng cộng, bởi vì nó oan oan tương báo dài dài hoài. Còn nếu mà tôi không vui lòng chấp nhận cái mà tôi gọi là oan ức đó, không có oan ức đó, mà tôi trả đũa lại nữa thì nó lắc qua lắc lại hoài giống như cái chiếc giấy đồng hồ. Nó đúng như vậy đó. Bởi vì nghề võ thì được quyền đánh để biết hơn thua thôi, nhưng mà sẵn thắng rồi thì mình làm tới hạ thủ, cho nên phải có ông giám cuộc, giám khảo để mà can, phải không? Thì lực nhân quả thượng đế cầm cân nó giống như vậy đó. Nếu không có thì cái tớp này nó thua rồi, giờ nó thắng thế rồi bắt đầu nó làm tới, đòi đủ không chịu, phải đòi dư. Đó gì mắc quả lại. Tôi nói với mấy cái người mà hồi trước là làm sếp lớn của tôi đó, tụi nó giật mình hết ông ơi. Nó nói Dạ tôi đúng vậy, hồi rồi. nào giờ, hồi nào giờ mình sống trong cái cực lạc mà mình không biết. Tại sao gọi là cực lạc? Là bởi vì mình có dịp mình trả nợ. Dạ.
Thành ra tôi mới nói vậy đó, sáng sáng mà ông gặp bà vợ ông, bà chửi ông á, vô lý vô, ông cũng ráng cười đi, bởi ông ráng cười mà cười trong bụng nha, chứ ông cười là hả hả là bà tưởng đâu chọc, ông đổ dầu vô lửa à. Ông phải cười trong bụng là ông rất mừng là ông đã được cái dịp để trả nợ. Ông bữa nay tôi thấy ông phát minh nhiều cái lý là hay lắm, bởi vì tôi thường nói người ta đó, nhiều người gặp tôi than khổ sở lên la đủ thứ, tôi nói thôi bây giờ đừng có than khổ sở lên la nữa, cười lên đi. À, bây giờ tôi vui vẻ rồi, tôi trả xong món nợ rồi, tôi luôn hạnh phúc, không có khổ đau, thì hết khổ liền hả? À. Cười đó không, cười không đó không phải là cười mà cười là cười mừng đó. Thành ra tôi nói vậy, thằng cha kia nó nói trời đất của ơi, hồi nào tới giờ tao ra gây lộn với bả hoài mà tao biết tao phải, mà tao ngu quá bây giờ mày nói tao nghe là. Thành ra cái anh cha đó ông biết cái gì không? Nó là chủ tịch tổng giám đốc của một cái đại công ty điện ở bang California của bên Mỹ này. Tôi nói với nó một câu, cái đứng dậy nó bắt tay tôi, nó nói mày là guru của tao, tức là mày là tổ sư của tao rồi. Bởi vì nó tuyệt vời lắm, ở cái đạo Phật nó tuyệt vời lắm, khi mà ông nhận ra cái biết không, ông sống được cái tự tánh đó là ông nói pháp, pháp sống không à. Còn cái người học văn tự nói pháp chết, không nói pháp sống được. Thành ra tôi nói nó cái nói trời phải coi hồi nào giờ là tao ở thiên đường mà tao không biết. Tao cứ coi là địa ngục là bởi vì tao hành tao quá đó. Đúng rồi. Đó là thiên đường mà tao không biết. Tôi nói ông đi vay tiền, ông mua nhà, ông trả góp mà người ta lại thâu thì ông trả hết cho rồi chứ ông sùng cái gì, mặc dù ông biết thằng này nó ăn gian. Nhưng mà luật nhân quả không bao giờ xử quan ông. Ông trả đó là ông trả hết nợ. Thấy chưa? Nó nói nó mừng quá, nó bắt đứng miệng nó ôm tôi, nó nhảy tung tưng ông ơi. Bởi vì có cái bà này á, mỗi lần bà ra tôi thì tôi thiết lý đạo rồi cho bà nghe. Bà về bà phát tâm ăn cái trường rồi bà tu ngon lành lắm. Mà bà bữa đó bà ra bà mới than với tôi, nói từ hồi tôi nghe chú tới giờ tôi tiến bộ dữ lắm, con người tôi tu khỏe hạnh phúc dữ lắm, mà có một điều, mỗi lần đi ra ngoài này về là ông chồng tôi ông chữ tát nước bè. Mà không đi thì không được, mà đi thì về bị chữ. Rồi chú tính sao? Ôi tôi nói dễ ợt à. Và nghe lời tôi đi, và làm một lần một là ông không có chữ nữa. Mà muốn làm gì làm, ông làm thinh luôn, ông phục bà luôn á. Nói đầu chú dạy tôi đi, rồi không có trơn á. Bữa nay bà về mà ông chữ tát nước bè đó, bà cười vui vẻ lên. Bà nói bữa nay ông hát nghe hay quá, thôi ông hát thêm nữa đi tôi nghe. Rồi bà cười chứ không nói chứ, rồi bà quê ổng quê cái ổng đựng chữ nữa à. Bà nghe lời bà làm gì mà thiệt. Bà nói tôi ra từ đó tới bây giờ ổng để cho tôi thờ phượng cúng lại ăn chay niệm Phật làm gì làm, ổng không nói động tới tôi nữa. Nhưng mà vậy tôi, bởi vì tôi đi gặp tôi mà gặp đó là tôi còn chen thêm câu mà ông phải cười kính, bởi vì ông cười mà cho bà thấy bà tưởng đâu là ông là coi như là ông nghe là ghẹo bà đó. Thành ra là vui thôi. Dặn mấy thằng sếp bảy tôi đó, mày cười là mày đổ dầu vô lửa đó. Là mày đề mày cho bà dai nữa thì khốn khổ nữa. Mày làm thinh á thôi mày cũng không cho bả dai, chứ còn mày cầu ra là mày cho bả dai á, tức là mày nợ bả đó, nhưng mà chọc ghẹo bả đó. Nó nói vậy tao biết rồi, vậy tao vui trong bụng thôi chứ tao không dám cười. Bởi vì tụi mày nó kỹ lắm, cái kiểu mà chọc ghẹo nó đó nó không chịu. Tôi khoái cái chữ dùng của ông Đông là cái chữ gọi là đồng đạo đó. Mà cái chữ đạo của mình đây là đạo trong theo đạo Đức Kinh đó. Đúng rồi. Cuối cùng đó. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh đó. Cái đó là đạo đó. Trời đất chưa có thì có cái đó rồi. Bởi vì ở trong sách thánh nói tam tài giả thiên địa nhân đó. Nghĩa là ông Mạnh Tử ông viết cái cuốn mà sách thánh đạo ghi trong tam tự đó, có cái câu tam tài giả thiên địa nhân đó. Ba cái ngôi bằng nhau là trời đất với người đó. Rồi bây giờ thiên á thì đắc nhất dĩ thành phải không? Địa đắc nhất dĩ yên, nhân đắc nhất dĩ thánh đó. Nghĩa là trời cái đặng một khí thanh mà thành trời, đất đặng một cái khí trọng trượt mà thành đất,
người đặng một cái biết là thành thánh. Ông thấy cái chỗ này tôi giải dễ hiểu không? Ai cũng hiểu trơn. Và nếu nói chữ một mà không giải ra, ta đâu biết một là cái gì, thấy không? Vậy. Bây giờ ông sống cái biết không? Ông quên tất cả những cái không biết, không dính mắc gì với vật chất cõi trần hết, thì ông là thánh, thánh liền bây giờ này, không có nói mơ mốt gì hết á. Dạ. Đó. Bây giờ thôi vậy là hỏi thăm thêm chút nữa, ông Năm đó là thứ năm hay là trong nhà có 5 người con? Dạ, tôi thuộc về thứ năm. À, đó là 5 anh em trai không à, mà chết hết 2 rồi, chết 2 còn 3. À, tôi là thứ năm, còn ông anh thứ tư với thằng em Út nữa. Dạ, mà nếu theo cái kêu là phải kêu là ông Sáu phải không? À, thứ năm là phải đó. À, bởi vì 5 anh em mà tôi ở hạng kế ông thứ tư rồi tới tôi, còn thằng em nữa mới thứ sáu. Dạ, nhưng mà người miền Nam mình đó, thứ nhất thì kêu là anh hai. À, đúng rồi đó. Thì ông anh hai, rồi ông anh ba, rồi tới ông anh tư, rồi tới tôi, là thứ năm. À. Rồi mới thằng em mới sao là Út. Dạ. Dạ. Thành ra thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm vậy là ông là nếu mà thứ tự tính theo Mỹ là ông là người số 4. À. Phải không? À. Dạ. Với ông Hoàng, ông Nam, con nghiên cứu cái này nè. Cái ví dụ như bây giờ mình sống ngay cái tánh biết của mình thì mình biết rồi, mà con nghĩ nếu mình tánh biết là Phật rồi mà mình khỏi niệm Phật. Ha. Cái biết của mình là Phật, cho nên mình lúc nào cũng không quên cái tánh biết là niệm ông Phật của mình. Dạ. Đặng nữa mình thành ông Phật của mình. Vậy là mình cũng phải niệm tự độ nữa ha. Tưởng nhớ ghi là niệm. Lúc nào chú cũng tưởng nhớ ghi là chú đang biết, sống ngay cái biết đó là chú niệm Phật của chú. Dạ. Sau này chú thành ông Phật của chú chứ chú đâu thành Phật Di Đà được. Dạ, bởi vì với một phần á là con tính bây giờ á là con thêm tối con niệm cái bài phương, cái bài Tây Phương đó, dù con niệm được nhiều niệm là con không niệm Phật mà con niệm đó thì cũng niệm Phật lại Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập đó. Dạ, cái đó là mình phát cái tâm, mình niệm để cầu nguyện cho chúng sanh. Dạ, đúng rồi. Cầu nguyện Phật độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà mình phải nhận. Dạ. Ai là người đặt câu cho chú niệm đó? Dạ, dạ, dạ. Ai là người bắt chú phải niệm đó? Dạ, dạ. Cái người vô hình đó chú không thấy, nhưng mà cái người đó mới là ông Phật của chú đó. Dạ. Phải nhận ra dạ. Chỗ đó mới kiến tánh được. Chứ mình chạy không. Theo câu niệm hay chạy theo cái lời nói, chạy theo danh từ hoài không có kiến tánh. Mà ông Phật của mình nhận dạ, ra cái Phật của tánh của mình ứng dụng cho mình đang cười, đang nói, đang làm, đang đi, đang đứng. Đó là ngộ được kiến tánh đó. Bởi vì con nghiên cứu hồi hôm á, con nói mình biết cái tánh biết rồi thì mình là Phật mà cần gì phải niệm Phật. Thôi mình giờ mình niệm cái câu lục tự đó thì mình niệm được như mình niệm. Ví dụ vậy á, con tính hỏi ông góp ý ông cho con biết niệm đó là con không niệm Phật mà con niệm đó thì cũng như Nam Mô dưới là rồi bắt đầu câu cuối cùng là A Di Đà Phật thì nó gáp lại cũng là câu niệm Phật mới đi chung với cái câu lục tự đó thì con thấy tốt không ông? Cái niệm lục tự đó là mình mượn nó để cho cái tâm đừng có nhớ chuyện này chuyện kia bậy bạ. Dạ. À, mà khi chú đánh tan cái chuyện này chuyện kia rồi thì chú cũng phải trở về với cái biết à. Dạ, dạ, dạ. Cái người biết đang rồi. Biết niệm lục tự đó, cái người đó mới là ông Phật của chú. Dạ. Còn cái câu lục tự đó là cái danh từ trong kinh thôi, chứ không phải Phật. Dạ, dạ. Rồi, có gì nói đi. Ông Năm làm mơ, ông Năm trở cho con đi, ông Năm. Con thì cái gì con cũng buông bỏ được hết, cái gì con cũng không nghĩ đến được hết, mà có cái nỗi sợ mà con cứ nghĩ hoài luôn, con làm sao giờ không năng, kiểu như là dịch bệnh bây giờ, như con sợ là không có làm gì được, có tiền đó rồi con sợ con khổ đó, con cứ sợ hoài luôn, ông năm giúp tiền con đi năm. Nếu là con phải biết đời là vô thường, chỉ vô thường là nó không thường, nó thay đổi luôn à. Đau ốm bệnh tật nó cũng có thời gian nó thay đổi, giàu cũng có thời gian hết, giàu nghèo cũng có hết, nghèo khổ cũng hết khổ.
Cho nên cái gì đến là mình chấp nhận cái đấy à, không có lo rầu, không có buồn khổ gì hết á. À, cái nào mình sống theo cái đấy, lúc nào mình cũng là cái biết thôi. À, cái biết nó là chân thường, tức là nó còn hoài, chân lạc là nó vui hoài, chân ngã là nó bất sanh bất diệt, chân tịnh lúc nào nó cũng thanh tịnh vắng lặng rõ ràng biết. Mình sống với cái đó à, hết sợ rồi, hết khổ, hết chết, hết lo rầu, hết gì hết á. Ờ, còn còn chuyện bên ngoài là nó thay đổi luôn luôn à, cái gì đến nó sẽ đến, đi nó không thật, mình thấy vậy chứ nó không phải vậy, nó vậy đó. Ông thấy đi đến giải thoát dễ không ông Năm? Chấp với cái biết là thành Phật luôn chứ còn gì nữa. Ông thấy dễ không Năm? Dễ ở chứ có gì khó đâu à, hiện giờ mình đang biết đó chứ ở đâu đâu khó. Không có đó mình chết liền à. Có cái biết nó hữu dụng cho mình đi đứng nói làm ăn uống ngủ thức gì cũng nó không, mà lại mình không biết nó, bị gì cả ngàn năm không ai tu đắc đạo, mà có người khiến thanh tự chỉ mình mới ngộ được, còn không có tu hoài không khi nào ngộ được. Cái lỗ mũi á, gần quá cho nên người ta dọn không thấy, mà có ai chỉ nó ông gờ lên mặt ông đi đụng lỗ mũi à. Đó, thì như vậy đó, cái tánh nó Phật cũng giống y vậy đó. Ta tưởng đâu Phật ở đâu trên trời, ở dưới đất gì đâu, ở đâu đàn dân giá võ gì bên Tây Phương được không. Vì vậy nói ông Phật là tâm ngay của mình, người ta sợ, người ta không dám nhận. À, còn có người khiến tánh ngộ đạo, người ta chỉ cái nhận được dễ ợt, không có khó gì cả. Dạ, con... con sống cái biết cái lòng vậy đó, cái gì sao con thấy nó lộ từ từ ra, cái con thấy nó dễ dàng. Dạ, lần lần nó chạy theo vọng tưởng cái nghiệp nó không nè. Nghĩa là mới nó còn bị ẩn là bị gì mình chấp cái thân này. Từ từ mình buông cái thân định chấp nữa thì cái phật tánh nó lộ ra, à, nó hiện hiện tiền luôn, không có trốn ở đâu hết trơn. Dạ đúng rồi. Ngẫu rồi. À. Mà trước đây thì không có biết, hoàn toàn không biết, mình tới mình biết ra ổ cũng là mình. Mà mình thấy nó hiện tiền vậy, tại do mình không để ý, mình chạy theo thôi. Khi mình để ý lại thì mình thấy nó rõ ràng ra, thì cũng là mình thôi à. Ờ. Quên đi, chạy kiếm hờ hào của nằm trong túi chứ nào mất đâu. Một cọc quý ở trong túi mà đi xin ăn tiểu nghèo. Có anh thầy chỉ nó hộp ngọc con trong túi kìa, ông móc ra chuyện đó mới giật mình có hộp ngọc mà đi đi xin ăn hoài. Có đơn giản gì thôi mà vất vả nhiều đời nhiều kiếp quá ông Năm ha. Nhiều người tu 40-50 năm mà cũng không biết. Nhiều người xuất gia tu 40-50 năm ở chùa đó người vẫn không biết. Mà khổ sở lắm không Năm ấy. Cũng khổ sở vất vả trời ngay vậy. Niệm Phật ngày đêm đó ông Năm, khổ lắm, gian nan lắm, đủ thứ hết trơn á. Mà tới chừng gặp ông rồi con thấy nó dễ. Nhưng mà ông Năm ơi, từ khi mà mình quen với cái biết rồi đó, mình sống rồi đó, mình không chạy theo cái dòng tưởng đó, là dần dần là mình làm chủ được, là giúp con sanh tử ra không Năm. Thì vậy đó, mình quên cái thân, còn lại cái biết là cõi chết rồi. Còn chấp cái thân này là chết, hiểu nhiều đó thôi. Dạ. Yeah. Chứ có cái này nữa nè ông Năm. Con nghe ông giải, ông giả. Ông thiết đó là như hư không, mà chùm khắp hư không. Con thì con thấy như hư không rồi, mà con có thấy chùm khắp hư không ông Năm? Nghĩa là cái biết của mình đó, nó trùm khắp hư không nhỏ hơn cái biết của mình luôn. Yeah. Cho nên nó biết được hư không, còn hư không đâu biết được nó. Yeah. Thành ra cái tánh Phật của mình nó, tam thiên đại thiên thế giới này cũng ở trong cái tánh Phật, chứ không có cái gì ngoài được cái tánh Phật hết. Thì nó bao la như vậy đó, cái quần trùm dạng vật nhưng không một vật. Nó không hình tướng gì hết, nhưng nó trùm các hình tướng hết.
Nó giống như hư không, nhưng mà nó không phải hư không, nó chìm ngoài hư không. Hư không cũng ở trong cái tánh mình luôn. Bây giờ chú nhìn hư không, chú biết hư không? Dạ. Thì hư không ở trong cái biết của chú, chứ đâu ngoài cái biết của chú đâu. Dạ. Thì như vậy cái tánh Phật của chú nó trùm khắp hư không rồi đó. Dạ. Hay quá mà. Dạ. Không nói con ghé lại, con nhớ ghé lại. Dạ. Là trùm khắp hư không. Thì trước đây con chỉ biết là con thấy rõ ràng giống như hư không nhưng mà biết. Còn trùm khắp hư không không nhận, không nói cái không nhận ra. À. Ông Nam ơi, thường điện cho ông á, cái giờ nào mà ít người, ít đồng đạo điện cho ông mấy em anh? Thường giờ này điện được. À, cỡ... lượng sớm thì cỡ 5 giờ trước 5 giờ hay hoặc lễ sau 5 giờ, 6 giờ cũng được, 6 giờ đi cũng được. Dạ, vậy là từ 5 giờ sáng đến 6 giờ là thường ít bảo đó. Ít người điện, mà điện vô nó dễ. Dạ. Còn biết món gà con điện từ nhất chưa chưa, con điện vai gai hoài mà lúc nào máy không bằng với ông bằng. Dạ chị ông Năm nghỉ ngơi đi, con cảm ơn ông Năm. Dạ rồi, thôi chào.